Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Lăng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 36 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Giải Tập Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện các bạn hãy bất chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói, lúc bây giờ, Diệp Phúc nghĩ cái liền làm, làm lập tức thu hồi định phong bảo trụ áp lực vô cùng vô tận kéo đến xương cốt hắn lập tức phát ra những tiếng răng sắc răng rắc thân hình trong nháy mắt bị ép xuống còn 3 bốn tấc hàn khí vô biên xâm nhập gần như đông cứng nguyên khí của hắn lại thậm chí thân thể cũng không thể nào động đậy được xẹt xẹt bên trong cuồng phong hai luồng phong sát thuộc qua mặt hắn trên mặt của diệp phúc lập tức hiện ra hai vết máu nguyên công của hắn điên cuồng vận chuyển thân thể trở nên vừa gầy lại vừa khô giống như một cây gậy trúc dường như cuồng phong thổi qua là có thể đổi bay hắn lên trời vậy thế nhưng mà cây gậy trúc diệp húc này lại vẫn vững vàng đứng trong bão cát gió thổi bất động vững như thái sơn thân hình của hắn gần như bị phong sát đánh cho vỡ nát trong nháy mắt thân thể của kiều chuyển nguyên công tầng thứ 8 tuy là mạnh nhưng ở trước mặt phong sát lại giống như một món đồ chơi của trẻ con vậy có thể xé rách một cách rất dễ dàng nguyên công mang theo sức sống rào dạt từ trong ngọc lâu không ngừng chữa trị thương tổn trên cơ thể của hắn nguyên khí của hắn hóa thành một đám phù văn dung nhập vào trong cơ thể tóc da gân mạch khiến thân thể của hắn càng thêm dũng mãnh cho đến lúc không chống đỡ được nữa hắn mới tớ khởi định phong bảo thụ nghỉ tạm một lúc cách rèn luyện thân thể này cực kỳ nguy hiểm chỉ cần hắn không cẩn thận một chút thôi hay là nguyên khí vận chuyển không nhanh liền có thể bị phong sát đánh phá thành cái sàng hành động này tuy rằng nguy hiểm thế nhưng cũng cực kỳ hiệu quả nguyên công của hắn tiến cảnh lấy một loại tốc độ khủng bố mà tăng lên thân thể cũng dũng mãnh hơn rất nhiều. Tinh đấu vi trần trận đồ trong mi tâm của hắn vẫn cuồn cuộn, cuồn cuộn không ngừng hút chu thiên tinh lực, tu vi tiến cảnh của hắn cũng tăng lên. Từ khi luyện thành tinh đấu vi trần trận đồ, tu vi của hắn tăng vọt lên, không ngừng kéo gần tranh lệch giữa hắn cùng với các vô sĩ khác. Lấy tốc độ tu luyện như vậy, Diệp Phúc bước vào tam chân cảnh là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Đột nhiên lại có một con bọ cạp tinh phát hiện tung tích của hắn thiếu nữ thân bộ cặp này ngao ngao kêu to từ trong bão cát vọt tới cái đuôi dơ lên điểm đến chán của diệp phúc diệp phúc mà bàn tay ra bắt lấy đuôi của nó dùng sức quăng lên hung hăng quăng ngã con quái vật này xuống dưới đất khi thân thể của hắn trở nên mạnh hơn lực lượng cũng tăng trưởng ổn định đã có thể sánh với loại dị chủng yêu thú này được rồi oanh oanh hắn một tay kéo lấy đuôi con bộ cạp kia đập đến dần ném đi đập nó thất điên bắt đảo nhưng vỏ bộ cặp thật sự là dũng mãnh vẫn bật nhảy không ngừng liên tục vung vẩy hai cái đại ngao định cắt diệp phúc thành hai đoạn loại yêu thú này chỉ số thông minh không cao cho dù đã tiến hóa thành yêu vẫn chỉ dùng bản năng để hành động căn bản không hiểu vu pháp lại càng không biết tế luyện vu binh vu bảo diệp phúc cũng thầm kinh tâm nếu đổi lại là một vu sĩ hỗn nguyên kỳ bị hắn đập mấy lần như thế chỉ sợ đã sớm mất mạng tại chỗ mà con bọ cặp này lại có thể chịu được thật không biết thân thể con yêu thú này dũng mãnh là như thế nào cuối cùng Diệp Phúc cũng không thể đập chết nó, đành phải tế khởi kim tàm, đánh vào trong nội tạng của nó, ăn sạch đi. Lúc này, con bọ cạp kia mới chết. Hề, <laughs> tác dụng của tứ sĩ kim tàm thật là lớn. Nếu như có thời gian, ta nhất định là phải tu luyện. Tốt nhất là có thể nuôi ra ngàn vạn con lục sĩ kim tàm. Thời gian gần đây, Diệp Phúc vẫn hối hàng ngược xuôi, ít có thời gian dừng lại. Mà tu luyện tứ sĩ kim tàm nhất định phải có đủ bích huyết kim liên mà muốn nuôi bích huyết kim liên lại cần máu tươi của yêu thú hoặc vu sĩ đến tưới nhuần mới có thể khiến cho kim liên sinh trưởng rất nhanh những việc đó đều mất rất nhiều thời gian và tinh lực hùng bi tuy tinh thông dược tài thế nhưng cũng không đủ máu tươi hắn cũng không có cách nào khác xa xa mới đạt tới mục tiêu trăm mẫu kim liên hắn tiếp tục dùng uy năng của phong sát rèn luyện thân thể mình qua hơn một canh giờ báo cát vẫn chưa tan mà kiểu chuyển nguyên công của hắn trong khoảng thời gian ngắn này nâng cao rất lớn gần tương đương hiệu quả hắn tu luyện 10 ngày ở bên ngoài Điều này có nghĩa là hắn sẽ rất nhanh luyện thành nguyên công tầng thứ 8, tu luyện đến tầng thứ 9. Tu luyện nguyên công tâm pháp cuốn thứ nhất đến cảnh giới tuyệt đỉnh. Wow, wow. Trong báo cát đột nhiên truyền đến một tính giống kỳ quái, một con bọ cạp xuất hiện bên trong gió lốc mờ mịt, cái đuôi như rắn lắc qua lắc lại. Nửa người trên của chúng giống như thiếu nữ, trên người sạch sẽ nhẫn nhụi, không đến một luồng triển lộ vóc dáng nguyên chuyển của con gái ra, thế nhưng nửa người dưới lại là thân bộ cạp khổng lồ, dữ tận và khủng bố. Những con bộ cạp đó ước chừng có hơn 100 con, vây quanh Diệp Húc, chỗ khủng bố nhất của bộ cạp không phải cái vỏ ngoài vô cùng cứng rắn của chúng, mà chúng nó là yếu thú quần cư. Những con bộ cạp đó ở trong bão cát, người được mùi đồng loại lên ào ào mà tới. Diệp Phúc thấy thế, không nói lời nào, lập tức tới khởi định phong bỏ thụ, xoay người lao đi, chạy chối chết. Cho dù hắn nuôi hai con tứ sĩ kim tàm, nhưng cũng chỉ có hai con mà bọ cạp thì nhiều như vậy chỉ sợ cũng có thể để chết hắn ở chỗ này bọ cạp thì gào thét đuổi theo không ngừng kêu ngao ngao mà càng nhiều bọ cạp khác nghe được tiếng kêu lại càng chạy tới gia nhập hàng ngũ đuổi giết sau một lúc lâu phía sau của diệp phúc liền có hơn mấy trăm con bọ cạp mở tám cái chân lao đi trong bão cát quét ngang tất cả giống như một thằng dài khủng bố đến cực điểm không đá được bọn người kia ra ta căn bản không thể dành để tu luyện được Diệp Húc tế khởi tứ sĩ Kim Tàm lại giết chết mấy con bọ cạp, thế nhưng lúc này cũng như muối bỏ biển, căn bản không có mấy tác dụng. Đàn bọ cạp này dường như nhận định hắn rồi, hai cái đại ngao không ngừng cắt đến cắt đi, định băm thây hắn làm vạn đoạn. Trong chớp mắt, Diệp Húc đã chạy được hơn 10 dặm, báo cát che khuất mặt trời, ngay cả hắn cũng không rõ phương hướng. Đột nhiên, hắn chú ý tới phía trước có hơn 10 luồng hơi thở hùng mạnh, vội vàng lao qua. Chỉ thấy mười mấy tên vũ sĩ đang kết thành một trận thế, cố chống đỡ phong sát xâm nhập những vu sĩ đó hợp lực tế khởi từng khẩu đại đỉnh tản ra uy năng khủng bố đánh bay phong sắt ra ngoài mà bên cạnh những người này có mấy chục bộ xương tất cả đều bị phong sát thổi cho cốt nhục tan rã chết không toàn thây hiển nhiên bão cắt đến đột ngột làm cho những người này không thể phòng ngự kịp thời cho nên chết rất thê thảm hình như là nhóm người đuổi giết mình thì phải diệp phúc nhận ra tên cường giả đan đỉnh kỳ kia rõ ràng cũng ở trong đấy trở thành kẻ cầm đầu những người khác đều thi triển bản lĩnh mạnh nhất khiến chân nguyên của mình ao ao nhập vào trong khẩu đan đỉnh kia duy trì uy năng của nó có hơn 30 tên vua sĩ hạo nguyệt kỳ chân nguyên trên đỉnh đầu như vầng trăng sáng ánh trăng chiếu rọi ngoài ra còn có hơn 20 người nữa chân nguyên như dòng sông dài bắc ngang đỉnh đầu gần sóng minh bông chảy mãi không ngừng trên trăng cùng sông là một khẩu đan đỉnh vô cùng khổng lồ miệng đỉnh úp xuống bao phủ hết thảy trăng cùng sông tình cảnh này có thể nói là đồ sộ tên tiểu tử kia đến đây mọi người đột nhiên nhìn thấy Diệp Húc chạy như điên đến, đều cười lạnh. Tên cường giả đa đỉnh kỳ kia vút vút trầm sâu, hàn quang lóe ra trong mắt, hắn ha ha cười nói: à, 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 thật không ngờ, tiểu tử này có thể chống đỡ phong sắp thời gian dài như vậy, cũng thật không dễ dàng. Nhưng lấy thực lực của hắn vẫn phải chết thôi, không phải chết dưới uy năng của phong sát, mà là chết trong tay của lão phu kia." Mục Thiết Sơn cười ầm lên: "Diệp đa chỗ, nhanh ném mặt thiết huyết chính kỳ kia qua đây." Vì huynh có thể cho ngươi trốn trong này nếu không, ngươi chỉ có thể chết trong phong sắt mà thôi. Ồ, à, 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 à. oh, một sư huynh thật tốt bụng. Thiên ma cầm của tiêu trừng thanh bị Diệp Phúc đập hỏng. Hận Diệp Phúc đến tận xương tủy, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nhưng tiểu đệ ta không độ lượng như vậy. Diệp đà chủ, nếu như ném đầu mình qua đây, tiểu đệ có thể cho ngươi tránh một lần. Diệp Phúc đính định phong bảo thụ trên đỉnh đầu, gào thép chạy tới, càng lúc lại càng gần. Mộng Giảo Vân nhìn chằm chằm gốc bảo thụ kia, đôi mắt lưu chuyển thầm nhủ. Quả nhiên là Định Phong bảo thụ, xem ra sư tôn đã đoán đúng rồi. Hắn ta có thể sống sót trong bão cát, chắc chắn là dựa vào uy năng của bảo thụ, định trụ phong sát rồi. Sắc mặt của nàng ta thản nhiên, thế nhưng trong tâm không nhịn được mà động sát khí. Sở dĩ Phạm Huệ Âm để nàng xuống núi, cướp lấy Định Phong bảo thụ, chủ yếu là vì Phạm Huệ Âm đã tu luyện đến tam thai cảnh, chờ luyện thành nguyên thai, phải sưu tầm sát khí xung quanh, dùng sát khí mà diệt luyện nguyên thai. Sát khí vô cùng nguy hiểm, chỉ hơi bất cẩn một chút thôi, Nguyên Thai sẽ bị sát khí thổi tan, thân tử đạo tiêu. Phạm vệ âm không có chắc chắn là sẽ thành công, bởi vậy mới để nàng ta xuống núi. Ô, oh, chưa Vĩ, đã lâu không gặp rồi. Diệp Phúc lao qua mọi người, phất tay cười nói, "Tiểu Tử Thối, đứng lại cho ta." Vương Vũ thả một bàn tay đỏ máu ra, lao ra khỏi phạm vi bảo hộ của đan đỉnh, chụp tới Diệp Phúc. Oanh! bàn tay đó vừa ra lập tức bị bão cát cuốn lát căn bản không có bất cứ uy lực gì cả vương huynh mục huynh phía sau tiểu đệ có quái vật diệp phúc khảo tâm bảo cho bọn họ biết hắn cười nói mục thiết sơn cười lạnh quái vật chó mã gì chứ hắn còn chưa dứt lời ánh mắt liền trận thẳng chỉ thấy hàng trăm hàng ngàn con bọ cạp mỹ nhân gào thét vọt tới giống như vạn mã phi đến cực kỳ đồ sộ đàn bọ cạp này ở trong bão cát như cá gặp nước trong giây lát liền chạy tới Trong đó một con chạy một bước dài Dựng thẳng cái đuôi dài mấy trượng lên Nhảy vào trong vòng phòng ngự của đan đỉnh Xoẹt một tiếng liền đâm thủng chán một gã vũ sĩ hậu nguyệt kỳ Càng có nhiều bộ cạp vọt tới Chi chi chít chít Mười mấy thiếu nữ vung hai cái đại ngao Cắt một gã cao thủ hỗn nguyên kỳ Thành những mảnh nhỏ Diệp thiếu báo Người người sẽ không chết tử tế được đâu Tiết tùng tế khởi thất sát tinh đấu trận đồ Với một con bộ cạp vào trong lên thấy cái đuôi của con bọ cạp kia thò ra khỏi trận đồ đâm phá đầu hắn tức thời hắn chết không nhắm mắt trận đồ của hắn vẫn có thể vây khốn bọ cạp không ngờ bị giây phúc cậy mạnh xé bỏ uy năng bị giảm đi cho nên mới dễ dàng chết như vậy mọi người cực kỳ khủng hoảng trong chớp mắt lại có mười mấy người chết trong tay bọ cạp tên cường giả đan đỉnh kỳ kia trầm giọng mà nói đừng kinh hoàng những con bọ cạp đó tu vi thấp kém dùng chân hỏa khắc chế đi chân nguyên của lão đột nhiên hóa thành chân hỏa hừng hực thiêu đốt lập tức nướng chín bên trong hơn mười con bọ cạp bên ngoài lại không có việc gì những người khác thấy chân hỏa có tác dụng lập tức đem chân nguyên hóa thành chân hỏa đốt tới vương vũ lại càng khủng bố thân hình hơi nhóng lên một cái mấy trăm con huyết ảnh bay ra xuyên qua vỏ ngoài của bọ cạp nhập vào bên trong hút khô tất cả chỉ để lại cái xác không trong chớp mắt đàn bọ cạp này bị mọi người giết hết nhưng trong hỗn loạn cũng chết đi gần 20 người tổng thương nghiêm trọng Mọi người sắc mặt tăm tối, bọn họ có hơn 100 người đuổi giết Diệp Phúc. Thật không ngờ gặp bão cát đã chết hơn nửa, có thể sống sót đều là tinh anh, lại bị tiểu tử này mượn đao giết người, đưa tới một đám bộ cạp, lại có non nửa cao thủ cứ thế mà chết đi. Diệp Phúc yên lặng rút đi, hắn nhìn thấy những người này giết bảy bọ cạp kia cực kỳ thoải mái, trong lòng cũng cảm thấy khiếp sợ. Cao thủ dù sao cũng là cao thủ, lúc hắn đối phó với bọ cạp chỉ có thể dùng lực lượng của cổ trùng, mà những người này lại có thể sử dụng chân hỏa trực tiếp luyện hóa, đây là tác dụng của tu vi Nếu như ta bị bọn người kia bắt sống Có lẽ ta cũng sẽ bị bọn chúng dùng chân hóa Luyện hóa mất thôi Trận bão cát này kéo dài đến hai canh giờ Cuối cùng cũng tan Để lại những hình tượng hoang tàn Diệp Phúc vội vã chạy mấy trăm dặm trong bão cát Lúc này cũng không biết mình đang ở đâu nữa Tuy rằng bão cát chỉ có hai canh giờ Nhưng khiến cho hắn được lợi không ít Thân thể được rèn luyện càng thêm vững chãi Sánh ngang với khổ tu 24 ngày Hiện tại thân hình của hắn mạnh mẽ dù bão cát có đi qua cũng sẽ không bị tổn thương gì bão cát tan đi hắn thu hồi định phong bảo thụ ngẩng đầu mà nhìn chỉ thấy trong hoang vực hoang mạc vô tận phía trước đột nhiên mười vầng trăng sáng từ từ mọc lên lại có hai ba dòng sông dài hiện ra tiếp theo là từng tòa ngọc lâu lơ lửng ở trên không trung cùng lúc đấy lại có hơn 10 tòa bảo tháp sông lên trời cao lên cao xuống thấp trong tháp truyền đến tiếng tụng kinh rất lớn đinh tai nhức óc khuyên con người hướng tới cái thiện những vũ sĩ ma đạo này đang giao thủ với vũ sĩ chính đạo diệp phúc trong lòng vừa động hắn ngoại trừ ở trên la phù đảo thấy bách hoa cung chủ và phạm vệ âm giao thủ một lần cũng không có gặp vũ sĩ chính đạo ra tay nữa không nghĩ tới rất cuộc gặp được ở đại mạc tiêu hoang này hắn lập tức động thân tiến đến nơi giao thủ hắn bay ra hơn 10 dặm chỉ thấy bên trong hoang mạc phía trước 10 con rắn sa mạc cực lớn qua lại không ngớt trong đại mạc một gã vũ sĩ ma đạo đứng trên đầu một con sa xà những con xa xà đó đúng là nguyên khí của hắn và cắt vàng trộn lẫn ngưng tụ mà thành trong đó một con xa xà từ giữa lòng đất thoát ra cuốn lấy một gã vũ sĩ chính đạo dùng sức cuộn lại lập tức làm cho thân thể người nọ đứt ra từng khúc cốt nhục đều dập nát ầm um, ầm um. mười con xa xà đều chui vào trong cắt vàng xuyên qua lòng đất thi thoảng lộ ra thân hình to lớn giết đến những vũ sĩ khác đột nhiên trên không trung hiện ra một đạo kiếm quang kiếm quang kia hơi rung lên chia ra hai hai chia ra bốn bốn chia ra tám trong phút chốc đầy trời đều là kiếm quang ông một tiếng đánh nát hơn mười con xa xà kia tên vũ sĩ ma đạo đó cũng bị kiếm quang cắt nát sau đó tất cả kiếm quang đột nhiên hợp lại hóa thành một thanh kiếm cực lớn rơi xuống trên người một người vũ sĩ chính đạo bay lượn xung quanh của hắn đây chỉ là một góc của chiến trường những nơi khác còn có mười mấy tên vũ sĩ tu vi có cao có thấp đại đa số là tu vi hạo nguyệt kỳ chỉ có một gã vũ sĩ chính đạo tu vi đạt tới hạo nguyệt cửu phẩm vầng chân kia mơ hồ của dấu hiệu hóa thành sông hiển nhiên những vua sĩ ma đạo gặp được những vua sĩ chính đạo khi bão cát tràn đến thì bọn họ đều tự bảo mệnh nhưng bão cát tan đi thì những người này lập tức động thủ diệp phúc nhìn thoáng qua liền biết hơn phân nửa những vua sĩ ma đạo đó không ít người gặp họa tuy rằng vu pháp vu bảo ma đạo xuất hiện liên tục nhưng tốc độ tu luyện tâm pháp của ma đạo quá nhanh căn cơ bất ổn làm cho uy lực vu pháp vu bảo kém một bậc so với những vua sĩ chính đạo cùng cấp bậc khác cũng có nghĩa là tu vi ngang nhau một vua sĩ chính đạo có thể vững vàng ngăn chặn vua sĩ ma đạo nhưng xét theo tổng thể thì những vua sĩ chính đạo đó chắc chắn sẽ thua bởi vì trong đám vua sĩ ma đạo có một gã cường giả đã tu luyện đến đan đỉnh kỳ tới khởi một cái đại đỉnh che phủ trên cao có thể dễ dàng luyện hóa đối thủ thành cho bụi tâm pháp của chính đạo tuy có thể nói là chính tông thế nhưng trên vua pháp cũng không có nhiều đóng góp kém xa vua pháp của ma đạo thiên biến vạn hóa diệp phúc nhìn một lát hắn tầm nghĩ Chi 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 Trên không trung đột nhiên truyền đến tiếng kêu quái dị của cổ trùng Hắn trong lòng vừa động chỉ thấy mấy trăm con cổ trùng như đàn châu chấu Bao phủ một tên vũ sĩ chính đạo Trong chớp mắt tên vũ sĩ đó liền tiêu cốt không còn Ồ oh, chẳng lẽ là người của ngũ độc giáo ta sao Diệp Phúc vội vàng tìm kiếm xung quanh Đã thấy đàn cổ trùng kia đột nhiên thu nhỏ lại Đồng loạt chui vào trong một vầng trăng dưới vầng trăng kia một tú sĩ áo xanh đứng đấy có vẻ điềm đạm nho nhã phía sau tú sĩ một cá đại hán có vẻ thô kịch quê mùa, mặt dâu quay nón, bộ dạng năm 60 tuổi dường như sắp chết vậy. Một tên vũ sĩ khác thì còn trẻ tuổi, tướng mạo tuấn tú khôi ngô, chỉ có điều sắc mặt có chút tái nhợt. Hai người đó đứng phía sau tú sĩ áo xanh, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây. Tên dâu quay nón chống một cây cờ đen trong tay, lén lén lút lút, hiển nhiên đang tìm kẻ thù, tính toán hạ độc thủ. Hai người này tu vi đã đạt tới tam chân cảnh chân nguyên kỳ, rất là không tệ. Ồ oh, ba người họ sao cũng đến đây vậy Diệp Phúc trong lòng vừa mừng vừa sợ Vội vàng bay qua cười nói Cố sư huynh, chu huynh, phương huynh Sao các người lại đến đây này vậy Tên dâu quay nón kia đúng là chu Thế Văn Công tử bột là phương thần Mà tú sĩ áo xanh kia chính là cố ngôn chi Ba người nhìn thấy Diệp Phúc cũng hơi ngẩn ra Hiển nhiên không ngờ là hắn cũng sẽ chạy vào trong đại mạc tê hoang này Tiếu bảo Lão tử không hoa mắt đi chứ Không ngờ có thể nhìn thấy ngươi ở nơi này Thật sự là tha hương gặp bạn cũ mà. Ôi, may mắn làm sao, may mắn làm sao. Chu Thế Văn mừng như điên, vội vàng chạy tới, ôm hắn một cái thật chặt, sau đó lại buông ra, hung hăng nện mấy đấm lên trên ngực của hắn, cười ha ha, miệng lại phun ra vài câu văn nho nhã, làm cho Diệp Phúc cảm thấy có chút không quen thuộc. Ờ, thiếu Bảo, ngươi ra đầu sóng ngọn gió rồi, nghe nói tiểu tử ngươi giết mấy vạn người, hiện giờ bị hạ gia truy nã, treo thưởng đầu ngươi, trên đường lại bị ngươi xử lý vài ngàn. Hề, hey, thật sự là quá giỏi, quá là giỏi. Chu dâu rậm giơ ngón cái lên tỏ vẻ khâm phục. Sao? Giết mấy phận người Diệp Húc lo một hôi lạnh đi, khiêm tốn mà nói. Lời đồn, đó hoàn toàn là lời đồn thôi. Chẳng qua chú sát lệnh của hạ gia là thật. Nếu không ta cũng không bị ép phải chạy vào đại mạc tây hoang như thế này đâu. Phương Thần tiến đến, thản nhiên nói. Diệp Thế Huynh không sao là tốt rồi. Tuy hắn nói nhàn nhạt, nhạt như vậy, thế nhưng Diệp Húc có thể sâu sắc cảm nhận được ý quan tâm ở trong đó. Lúc trước ở Liễu Châu, Ba người bọn họ vừa là địch lại vừa là bạn, đấu từ nhỏ tới lớn, lại cùng nhau rời khỏi Liễu Châu. Một đường đồng cam cộng khổ, chia sẻ đoạn đường hoạn nạn này ra tỉnh Thâm Hậu. Cố Ngôn Chi thận trọng, vầng trăng sáng trên đỉnh đầu, chiếu rọi từng con cổ trùng chui ra khỏi ánh trăng, hắn trầm giọng nói: "Diệp sư đệ lần này ngũ độc giáo chúng ta nhận được chiếu lệnh của triều đình, dẫn đệ tử xuống núi đến tiền tuyến. Đông hoàng tướng quân ra lệnh cho ta xâm nhập Đại Mạc, quét dọn các thế lực quân địch trong Đại Mạc, thật không ngờ lại gặp phải Bão Cát." thương vong nghiêm trọng Không hề ít sư đệ đều đã bỏ mạng rồi Diệp Phúc lặng lặng nghe xong một lúc mới biết ngọn nguồn Hóa ra đám người của Ngôn Chi xâm nhập Đại Mạc Liền gặp phải bão cát Rất nhiều cao thủ đã chết Lại lập tức gặp phải vu sĩ chính đạo Theo Đại Hán đi đến Song Phương phát sinh xung đột Lần này mang đội vu sĩ đi Chính là cao thủ trong quân đội Cường giả Hạ Hầu Gia Tên là Hạ Hầu Thường Đúng là tên vu sĩ đan đỉnh kỳ kia Ra tay linh hoạt sắc bé nắc độc Không ít vu sĩ chính đạo chết dưới đỉnh của hắn Đông Hoàng tướng quân chính là Đông Hoàng Mục, cái tên tiểu tử này mặt mày kiêu ngạo, ai cũng khinh thường, lão tử thấy hắn khó chịu gấp đôi kìa. Chu Thiên Văn thấp giọng nói, Phương Thần gật đầu. Ừ, tuy rằng khó chịu, những người này tu vi cực cao, so với khi rời khỏi Việt Châu còn mạnh hơn nhiều, hiện giờ đã tu luyện đến mô thai kỳ rồi, thật sự là thiên tài hiếm thấy. Chu Thiên Văn cũng gật đầu, thở dài một tiếng, giật phúc kinh ngạc. Chu Thiên Văn và Phương Thần, hai người này trước giờ đều coi ông trời là nhất, bản thân đứng thứ nhì, giờ lại tâm phục khẩu phục đông hoàng mục cái này có thể nói tư chất của đông hoàng mục cực kỳ là xuất sắc chẳng qua đông hoàng mục vẫn làm cho diệp phúc khó chịu người này mắt mọc trên đỉnh đầu cao cao tại thượng như coi chính mình trở thành hoàng đế vậy thiếu bảo gần đây tên tuổi của ngươi tuy văng xa thế nhưng tu vi vẫn kém như vậy còn kém hơn cả hai chúng ta kìa chu thế văn đánh giá hắn từ trên xuống dưới cười nói hey, hiện giờ chúng ta đã tu luyện đến chân nguyên kỳ giáo chủ ban thưởng cho hai tòa động phủ có thể hấp thu linh khí tốc độ tu luyện hiện tại có thể nói là kinh người nếu người không có cố gắng chênh lệch giữa chúng ta sẽ càng lúc càng lớn hơn kìa phương thần gật đầu nói vô bảo vô binh vô pháp đều là vật ngoài thân chỉ có tu vi mới là gốc rễ kìa diệp phúc nhớ tới cảnh tượng đám người vương vũ đối phó với đám bạo cạp kia cực kỳ đồng ý gật đầu nói tu vi quả thật cực kỳ quan trọng nếu tu vi cao uy lực vô pháp vô bảo sẽ lại càng lớn Lần này ta sau khi tránh thoát được đám người đạo đuổi giết kia Cũng phải khổ tu một trận Tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn nhất đuổi theo các ngươi Sao? Đuổi giết ngươi ư? Tu sĩ áo xanh cố ngôn chi Trong đôi mắt hiện lên một đạo hàn quang Cười lạnh mà nói Kẻ nào to gan như vậy Ngay cả người của ngũ độc giáo ta cũng dám đuổi giết sao Diệp sư đệ, đệ yên tâm Có vi huynh ở đây rồi Ân oán này vi huynh sẽ giúp đệ xử lý Phải phải, thêm cả phần chúng ta nữa kìa Chu Thế Văn dùng sức vỗ vỗ ngực hắn tu luyện đến chân nguyên kỳ lòng tin tăng lên cực độ diệp phúc cười khổ mà nói chuyện này là do ta gây ra vẫn để một mình ta cái lấy thì tốt hơn hắn còn một câu chưa dám nói ra đám người có ngôn chi tuy tu vi cao hơn hắn nhưng muốn cách phát chuyện này chỉ sợ còn xa mới đủ những lời này rất làm tổn thương người không nói ra thì tốt hơn là kẻ nào dám đối nghịch với ngũ độc giáo ta vậy có ngôn chi thản nhiên cười hỏi diệp phúc thuận miệng nói một ít tiểu bối của mấy môn phái mà thôi những người này tiểu đệ còn có thể ứng phó được cố ngôn chi chu thế văn và phương thần nghe hắn nói vậy cũng không tiện tiếp tục chưa hỏi miễn làm tổn thương lòng tự trọng của hắn ba người lướt nhau thầm nghĩ đáng thương diệp sư đệ bị người đuổi giết mấy ngàn dặm từ đông hải chạy trốn tới tái ngoại xâm nhập vào trong đại mạc này có thể thấy thảm hại ra sao rồi hắn quá sĩ diện hey, chịu đau khổ cũng không nói ra chúng ta cũng không nên chỉ ra vậy nhưng những kẻ đó nếu đã đuổi giết tới tận Đại Mạc rồi Chúng ta ngược lại có thể ra tay Giúp hắn giải quyết đoạn đàn oán này Nào ngờ sở dĩ Diệp Phúc không nói Không phải vì lòng tự trọng của hắn quá mạnh mẽ Mà là sợ tổn thương đến lòng tự trọng của bọn họ Bên trong đám người đuổi giết hắn Cao thủ hạo nguyệt kỳ nhiều không đếm sẻ, Cường giả hỗn nguyên kỳ cũng có mười mấy người Mà biến thái đan đỉnh kỳ cũng có một Thế lực này đừng nói là cố ngôn chi Thế lực này đừng nói là Cố ngôn chi Chu Thế Văn có thể chịu được Cho dù là hạ hầu thường hạ hầu gia Cũng sẽ bị quần nào tới chết Thiếu bảo, Nếu đệ đã đến đây rồi Vậy thì đừng có đi Chờ chúng ta nói với hạ hầu thường tiền bối một câu Để đệ ở lại trong đội ngũ vậy Cố ngôn chi ánh mắt chấp động cười nói Hắn cực kỳ tán thưởng Diệp Phúc Một lòng muốn Diệp Phúc ở lại Chờ đám người kia đuổi theo đến đây Liền thay Diệp Phúc giải quyết đám phiền toái này Diệp sư đệ, một người lèo lái phân đả vân môn sơn, quả thật là làm khổ đệ ấy mà. Cố ngôn chi có chút ái náy trong lòng thầm nhủ. Hey, lúc trước giáo chủ vốn định để ta đến làm đà chủ vân môn sơn, không ngờ ta chuyên tâm khổ tu, gánh nặng này lại để cho Diệp sư đệ một mình gánh vác. Có thể chia sẻ chút áp lực với đệ ấy, coi như là ta bồi thường cho đệ ấy vậy. Tu vi của cố ngôn chi đã đạt tới hạo nguyệt kỳ cửu phẩm, chân nguyên có dấu hiệu hóa trang thành sông, thực lực này ở trong ngũ độc giáo coi như nhân vật ít có bởi vậy trong lời nói có chút ngạo khí muốn ôm đồm nhiều chuyện cánh phát cả cá nói của diệp phúc diệp phúc vẫn luôn thận trọng cân nhắc một lát cuối cùng vẫn quyết định ở lại đám người mục tiết sơn giống như đám giỏi ở trong sương mù bàn chân vậy dán phía sau hắn bất cứ lúc nào cũng có thể đánh tới khiến hắn không thể nào an tâm mà tu luyện được hạ hầu thường là các thủ trong quân đại tần bản thân lại là cường giả đan đỉnh kỳ hơn nữa Hạ Hầu Gia cũng là vua hoang thế gia cổ xưa Tuy rằng không bằng được Hạ Gia Trung Châu, Đông Hoàng Gia Thế nhưng Hạ Hầu Gia luôn lấy quân công hiển hách, nổi danh Mà khiến cho người ta không thể kinh thường được Có Hạ Hầu Thường ở bên cạnh Đám người Mục Tuyết Sơn bao gồm cả tên tường giả Đan Đình Kỳ kia Cũng không dám làm liều Nếu như Diệp Phúc tu luyện đến tam chân cảnh chân nguyên kỳ Có thể tế khởi vua bảo Sẽ không cần e ngại đám người Mục Tuyết Sơn Chỉ cần tế khởi thiết thuyết chiến kỳ vung kỳ đảo qua những cao thủ đó sẽ to mạng hết hóng gió dưới đại thụ đạo lý này hắn cũng hiểu được những vu sĩ chính đạo này nhanh chóng bị đám người hạ hầu thường giết chết chỉ có một gã vu sĩ chính đạo chui vào trong cát vàng tính độn thổ chạy đi hạ hầu thường sắc mặt đờ đẫn đột nhiên quát lớn một tiếng một quyền hung hăng nện xuống lập tức đập cho sa mạc phạm vi trăm mét lõm xuống thành một cái dấu ấn nắm tay thật lớn tên vu sĩ chính đạo kia vừa mới trốn xuống dưới liền bị hắn chấn cho tim gan đều vỡ hết ra một tòa bảo tháp từ dưới lòng đất hiện lên hóa thành linh quang tan dã vị hạ hầu thường này càng dũng mãnh hơn so với vũ sĩ đan đỉnh kỳ nhiều là kẻ nguy hiểm đấy diệp phúc thế thế trong lòng thất kinh một trưởng liền làm cho đại mạc phạm vi trăm mét đông lại đánh chết vũ sĩ trốn dưới lòng đất kia dù là yêu thú hóa thân từ thú hoa đan của ngũ độc giáo chỉ sợ cũng không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của người này hạ hầu thường thân hình cao to khôi ngô tuổi hơn ba mươi dẫn mọi người đi đến nhìn thấy Diệp Phúc đứng bên cạnh đám người cố ngôn chi liền ngẩn ra cả năm mà nói cố tiên sinh vị 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 huynh đệ là lại lại là, là thấy sắc mặt của hắn hiền lành ăn nói không rõ khi nói chuyện thì ấp ba à, ấp úng cả năm cả năm cố ngôn chi vội vàng giới thiệu Diệp Phúc chắp tay cười nói một hạ ngũ độc giáo Diệp thiếu báo xin ra mắt hạ hầu tướng quân hạ hầu thường trong mắt lộ ra dị sắc đánh giá Diệp Phúc từ trên xuống dưới vài lần Bây giờ hắn ta vẫn chưa phải là tướng quân Thế nhưng lời này của Diệp phúc Vẫn khiến cho hắn rất thường thụ Vút cằm mà nói Diệp Diệp lão đệ đệ trẻ tuổi đầy hứa hẹn Giống như hãi gã gã con của hạ gia Trung Châu Cũng chết trong tay ngươi Hạ gia vẫn còn đang truy nã ngươi kìa Diệp phúc cười khổ gật gật đầu nói Đúng là có chuyện như vậy Tu vi của Diệp lão, lão đệ Thật làm cho người ta kinh ngạc mà Hạ Hầu Thường lại tán thưởng một câu có vẻ cực kỳ thật thà, hòa thuận mà nói: "Ồ, oh, nguyên nguyên khí của người hùng hậu vô cùng, gần như gấp trăm lần Vu Sĩ cùng cùng cấp bậc, có trách ngay cả con cháu Hạ gia cũng cũng chết trong tay ngươi. Nếu ta cũng cũng là duyên dũng nguyên kỳ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ngươi đâu." Chu Thế Văn mặt mang đắc ý, Hạ Hầu Thường kích lệ Diệp Phúc, dường như là khích lệ hắn vậy, hắn cười ha ha nói: "À thiếu bảo, Hạ Hầu tướng quân nói ngươi không tồi, ngươi chắc chắn không tồi." Chính là kém ta một chút mà thôi Hạ hầu thường lướt hắn một cái thầm nghĩ Cái, cái lão già này ra, ra mặt dày đến thế sao Hắn cả năm nói <laughs> Hạ hạ gia Trung Châu rất rất giỏi sao Hạ hầu gia ta chưa, chưa chắc đã kém bọn chúng đâu Hạ hầu gia và hạ gia đều là vũ hoang thế gia cổ xưa Nhưng hạ hầu gia vẫn luôn bị hạ gia chèn ép Tổ tiên của hạ hầu gia vốn là một nhánh của hạ gia Tu vi chấn thức cổ kim Bởi vì chi thứ sinh ra không được hạ gia trọng dụng mà lại bị xa lánh sau này thời kỳ đại chu hoàng triều thống trị vị tổ tiên hạ hầu gia này liền tách ra khỏi hạ gia trở thành một vua hoàng thế gia được đại chu hoàng triều phong làm chư hầu gọi là hạ hầu họ kép này liền lưu truyền đến tận tới ngày nay thế gia của xưa này đã tách ra được mấy vạn năm thế nhưng ngân oán với hạ gia vẫn liên tiếp không ngừng truyền nhân hai đại thế gia này đều không vừa mắt với nhau thường xuyên tranh đấu với nhau Người chính là Diệp Thiếu Bảo Vân Môn Sơn hay sao Một vu sĩ Mang màu xanh trong mắt Lộ ra dị sắc Không có ý tốt Cười khen khách mà nói Diệp Lão Đệ Hiện giờ đầu của ngươi rất quý à có ngôn chi hương lạnh một tiếng Đứng ở trước người Diệp Phúc Điểm nhiên mà nói Thành dường Lão Tổ Ngươi nói những lời này Là có ý gì đây Tên vu sĩ kia Mặt mang yêu khí Rõ ràng là một con đại yêu Hắn cười ha ha nói Ta nghe nói hạ gia Trung Châu xuất ra một kiện vu bảo cấp chấn giáo, truy nã diệp lão đế chẳng qua là quan tâm một chút, cố tiên sinh cần gì để ý như vậy. đám người khác nghe thế trong mắt cũng lộ ra dị sắc, đều đánh giá diệp Húc những cái này đến từ những môn phái thế lực khác nhau, bởi vì một tờ chiếu thư của tần hoàng mà tụ tập cùng một chỗ hiệu lực vì quân tần. lúc này nghe được thiếu niên trước mặt chính là diệp phúc không khỏi đều động tâm tư khác thường. vu bảo cấp chấn giáo đối với một môn phái nhỏ mà nói, quả là dù hoặc quá lớn không thể không làm cho bọn họ động tâm cho được. Vô bảo cấp chân giáo quả là một cái đầu thật đắt tiền mà. Một gã vô sĩ trung niên liếm liếm môi thấp giọng cười khẽ. Những người khác nghe thấy đều nhìn hướng Diệp Phúc tựa như nhìn một cái kim nguyên bảo có hai chân đủ loại ánh mắt không có hảo ý mà nhìn hắn. Trong những người này chỉ có một mình hạ hồ thường là cao thủ trong quân đội. Những người khác trên danh nghĩa là nghe theo triều đình xe phái nhưng vẫn bướng bỉnh bất tuân như trước với Hào thường là bằng mặt, thế nhưng không bằng lòng. Hạ Hồi thường tu vi dù cao nhưng không phải loại người quyết đoán, ngược lại có chút yếu đuối, làm việc không quả quyết. Bởi vậy tuy hắn là thủ lĩnh, thế nhưng cũng không có nhiều lực ngưng tụ. Hề, <laughs> đầu của Diệp Lão đệ quý như vậy, không bằng cho ta mượn dùng đi. Một gã vô sĩ có hơi thở lạnh lẽo âm u, chớp chớp đôi mắt tam giác, hắn cười ha ha nói. Chu Thế Văn giận tím mặt, cầm bách độc phiên lên quát lớn: Van Hào! Lời này của ngươi có là có ý gì đây? Phan Hào lướt hắn một cái, sắc mặt lạnh lạnh, cười lạnh mà nói. Họ chú, ta niệm ngươi lớn tuổi, xương cốt đều già, không chấp nhận với ngươi. Nếu không lấy loại tư viên này của ngươi, dám dứt gào với ta, ta đã sớm cho ngươi chết không có chỗ chôn rồi. Chân nguyên trên đỉnh đầu của hắn bắt đầu khởi động, giống như một con sông dài, rõ ràng là cao thủ hỗn nguyên kỳ. Hơi hơi chấp tay, hướng hạ ầu thường, cười ngạo nghĩ rồi nói hạ hầu hình hiện tại chúng ta phòng mệnh đông hoàng tướng quân do thám tình hình quân địch nếu một tiểu vũ sĩ dung nguyên kỳ đi theo chỉ làm liên luyện, luyện tới chúng ta mà thôi những người khác đều chấp mắt nói tướng quân nhiệm vụ của chúng ta rất quan trọng không phải loại chó mèo gì cũng có thể lại đây được có con chó con mèo ở đây có cần gì chúng ta nữa đây xin tướng quân hãy suy nghĩ cho kỹ việc này cố nguyên chi sắc mặt âm trầm sở dĩ những cái này muốn đuổi diệp phúc đi đơn giản là tính toán thừa dịp Diệp Húc một mình ra tay tiêu diệt hắn để đổi tiền thưởng của Hạ gia. Lúc này nhịn tức giận, không mặt không nhạt mà nói: "Hạ Hầu Hinh, người thế sao?" Hạ Hầu Thường rất khó xử, tuy hắn là thủ lĩnh, nhưng những người này đến từ Ngũ Hồ tứ hải, các môn các phái cũng không phục tùng hắn. Nếu vì một mình Diệp Húc lên làm cho đội ngũ tan rã, tuy rằng hắn rất thưởng thức Diệp Húc, nhưng vì duy trì ổn định trong đội ngũ, hắn cũng chỉ có thể bỏ qua cho Diệp Húc. Cố Ngôn Chi đã thầm nổi giận, thản nhiên mà nói: nếu hạ hầu huynh cố ý đuổi sư đệ của ta đi như vậy đám người sư huynh sư đệ chúng ta cũng chỉ có thể rời khỏi lần hành động này hạ thầu thường thở dài nói cố tiền sinh cần gì phải khiến ta khó sở hữu cố ngôn chi thì hắn cũng không quả quyết chỉ phải thầm than một tiếng chắp tay rồi nói cáo từ hạ Hồ thường không chỉ là con cháu quý tộc mà bản thân lại gánh trách nhiệm nặng nề nhưng không hề có chút thủ đoạn mạnh mẽ nào cả khiến hắn ngồi lạnh trong lòng xoay người nói vĩnh vang người dập húc Trừ vị sư đệ chúng ta đi thôi Diệp Phúc cũng không ngờ được rằng Sẽ có loại kết quả này thở dài trong lòng Chẳng lẽ ta không tìm được một nơi Để an tâm tu luyện hay sao Hắn vốn định hóng gió dưới gốc đại thụ Hiện giờ thế hạ hầu thường Căn bản không chấn áp được mọi người Biết là ở lại nơi này chỉ càng thêm nguy hiểm Không nhận được lắc lắc đầu Phan Hào cười lạnh một tiếng Ngăn bốn người bọn họ lại Lạnh lùng mà nói Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi Cố tiên sinh coi quân đội đại tần là ký viện hay sao Người có thể đi Nhưng để đâu tiểu tử lai lái Cố ngôn chi chu thế văn Và phương thần giận tí mặt Sắt khí bắt đầu động Đám người thanh dương lão tổ ánh mắt lóe ra Đều lặng lẽ tiến lên Hạ ảo thường gấp đến mồ hôi đầy đầu Liên thanh mà nói Tất 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 cả mọi người đều đều, đều là đông đạo Bán mạng cho triều, triều đứng triều, uh, triều chiều đình đừng, đừng như thế Đừng như thế mà Tính cách của hắn yếu đuối Lại cả năm cả năm Nói còn sai những người này mặt ngoài thì tôn kính Nhưng chẳng có ai để hắn trong lòng cả Chỉ cười lạnh tiến lên Chuẩn bị hạ sát với đám người Diệp Húc Trên đỉnh đầu của Cố Ngôn Chi Vầng trăng sáng dâng lên Cổ trùng chưa ra khỏi chân nguyên như vầng trăng kia Chán hắn không khỏi toát ra một hôi lạnh Thực lực đám người thanh dương lão tổ Hắn đã sớm biết rõ Nếu như những người này vây lại giết Chỉ sợ bốn người cũng không thoát được Chẳng lẽ bốn sư huynh đệ chúng ta thật sự Là phải chôn thây nơi này hay sao Cố Ngôn Chi trong lòng có chút tuyệt vọng Diệp Phúc tiến lên một bước, trong mắt lóe ra hào quang dị thường, mặt mỉm cười khẽ nói: "Phan sử huynh, nếu ngươi muốn đầu tiểu đệ, vì sao không tự mình tới lấy đi?" Chu Thế Văn nghe như thế, không khỏi dùng mình một cái, cùng Phương Thần lướt nhau, lặng lẽ gật đầu thầm nghĩ. Tiểu tử này nổi giận rồi, lúc tiểu tử này động sắt khí, luôn cười đến cực kỳ khoái trá, cười càng vui vẻ, sát khí lại càng nặng, thế nhưng mà lấy thực lực của hắn sao có thể là đối thủ của Phan Hào được đây? Hai người bọn họ cũng không có xem trọng Diệp Húc, tu vi của Phan Hào đã tu luyện đến hỗn nguyên kỳ gần như cùng cấp bậc với Diệp phủ chủ, Diệp Tư đạo, thực lực cực kỳ cao thâm. Vừa rồi khi đối chiến với vũ sĩ chính đạo, ba năm kẻ đã chết trong tay của hắn, thủ đoạn rất độc ác. Phan Hào cười ha ha, đi hướng Diệp Húc, dòng sông chân nguyên trên đỉnh đầu bắt đầu khởi động, giống như sóng biển mênh mông, dần dần một tiếng rồi lại một tiếng, cười lạnh mà nói, được ta liền tự mình gỡ đầu ngay xuống vậy chân nguyên của hắn đột nhiên hóa thành một bàn tay to, thoát ra từ giữa dòng sông, chộp tới đầu Diệp Phúc. Tu vi của Diệp Phúc tuy chỉ là dung nguyên kỳ, kém hắn ba cảnh giới lớn, 27 cảnh giới nhỏ, có thể nói là lệch trời vậy, cho nên hắn ta căn bản không định dùng vu pháp hoặc vu bảo mà trực tiếp dùng bàn tay chân nguyên nhẹ nhàng hái đầu Diệp Phúc xuống. Răng rắc một tiếng. Bàn tay chân nguyên này vồ xuống, đã thấy thân hình Diệp Phúc vặn một cái, liền chấn bàn tay chân nguyên của hắn vỡ ra thành từng khúc. Ngay sau đấy, Diệp Phúc liền đi đến trước mặt Phan Hào, bàn tay to như quạt thương bồ ầm ầm hạ xuống. Ở một tiếng, bàn tay của hắn giống như một ngọn núi lớn đè xuống, lực đạo đâu chỉ vạn quân, trực tiếp vung lên trên ngọc lâu của Phan Hào. Chỉ một trưởng liền ép ngọc lâu của hắn ta lùi về trong đan điền, một trưởng tiếp theo hạ xuống, đánh cho dòng sông trên đỉnh đầu của hắn chia năm xẻ bảy, vô số chân nguyên bắn ra bốn phương tám hướng. Phan Hào kinh hãi gần chết, hắn chưa hề giao thủ với Diệp Phúc, không ngờ thiếu niên này ra tay lại linh hoạt sắc bén như thế. Nếu đổi lại là đám người tiêu thường thanh Mục Tiết Sơn tuyệt đối là không dám khi xuất như vậy. Oanh một tiếng, bàn tay của Diệp Phúc đặt lên trên trán của hắn, lập tức đánh đứt đầu hắn ra, lại thêm một trưởng hung hăng chụp xuống, một trưởng, hai trưởng rồi ba trưởng. Việc cao thủ hỗn nguyên kia này bị hắn dùng bàn tay tát thành thịt vụn. Diệp Phúc thu tay lại, nhìn về phía mọi người, mặt mỉm cười, khẽ giọng mà nói: "Trừ vị sư huynh, còn ai muốn lấy đầu của ta nữa nào?" Bốn phía đều lặng ngắt như tờ. Diệp Phúc nâng tay lên rồi hạ xuống mấy cái tát liền chụp chết một vũ sĩ hỗn nguyên kỳ chấn trụ tất cả đám người thanh dương lão tổ sau một lúc lâu không ai nói câu nào cho dù là phan hào không phát huy ra thực lực chân chính nhưng dù sao chênh lệch tu vi giữa hắn và diệp húc vẫn quá lớn tranh nhau hẳn ba cái cảnh giới lớn hai mươi bảy cảnh giới nhỏ loại chênh lệch này có thể nói là rãnh trời không thể vượt qua đây tương đương với một con kiến chụp chết một con voi đều làm cho người ta khó có thể tin được lúc cả vân môn sơn Diệp Phúc đã đủ để có thể chống lại cao thủ hỗn nguyên kỳ như Tiêu Trường Thanh, Tiết Tùng, thậm chí tay không xé rách, thất sát tinh đấu trận đồ của Tiết Tùng. Lực lượng của thân thể hắn, hắn mạnh đến khó tưởng tượng. Huống chi hiện giờ hắn đã tu luyện đến nguyên công để bắt chuyển, lại được báo cắt tu luyện, thân thể còn mạnh hơn lúc ở Vân Môn Sơn mấy lần. Phan Hào không đặt hắn ở trong mắt, định sử xuất bàn tay chân nguyên trực tiếp bóp chết hắn, hái đầu hắn xuống, có thể nói là chết không hiểu an. Nếu đổi lại là đám người Tiết Tùng chắc chắn không dám khinh suất như thế, bọn họ hiểu rõ Diệp phúc biết rõ thiếu niên này không thể nhìn tướng mạo, cũng không thể dùng tu vi mà đã đánh giá. Nếu là bọn họ, chắc chắn sẽ dùng vô pháp vô bảo từ xa đánh giết Diệp Húc, tuyệt không để hắn đến gần người. Nếu không ai muốn lấy đầu của tiểu đệ, vậy tiểu đệ lên cáo lui đấy. Diệp Phúc ánh mắt lóe lên, gật đầu ra hiệu với Hạ Hầu Thường, lập tức nháy mắt với Cố Ngôn Chi, Chu Thế Văn và Phương Thần, ba người hiểu ý, lập tức đuổi theo hắn đi hướng xa xa. Qua thật lâu sau, Hào Hậu Thương thở dài lắp bắp mà nói Diệp Thiếu báo, Thanh Châu thật 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 sự là dường, dường cột quốc gia Bậc nhân tài này nên giúp sức về nước Đám người thanh dương lão tổ nghe xong trợn mắt thầm nghĩ Giống bậc át ôn này làm sao có một chút bộ dáng của rừng cột được đây Đồng hoàng tướng quân phái tên ngu rốt này tới Chỉ sợ tiền đồ của chúng ta cũng không ổn Tiểu tử kia không phải độc ác bình thường Đáng thương cho Phan Hào Nếu có thể nghiêm túc một chút nhiều nhất chỉ thua làm sao có thể chết được đây hạ hầu hình đám người có ngôn chi tự đào thoát chính là phản quốc không bằng đuổi theo giao nộp đầu bọn chúng một gã vũ sĩ trong mắt tinh quang chấp động lên tiếng đề nghị hạ hầu thường mặt mang vẻ khó xử khô cằn mà nói trừ với đâu là rừng cột quốc gia cần gì phải đánh sống đánh chết như vậy đám người thanh dương lão tổ như mày loại từ ca ngợi rừng cột quốc gia này dùng trên người bọn họ làm cho bọn họ cảm thấy hạ Hồ thường căn bản không phải khen ngợi mà là châm chọc bọn họ. Chúng vô sĩ ở đây không phải ma đạo giết người vô tình thì là đại yêu tu luyện thành công, làm gì là rừng cột quốc gia đây. Hạ hồ ra, sao lại phái cái loại sắc rửa này tổng quân đây? Lúc giết người thì khá dũng mãnh, thế nhưng gặp chuyện thì một chút chú ý cũng không có kìa. Lại nói, lúc bây giờ bốn người Diệp Phúc đi xa, thấy đám người Hạ Hảo Thường không có truy sát đến, bọn hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì Hạ Hảo Thường cũng là cao thủ đan đỉnh kỳ, so sánh với cao thủ tam Lan cảnh một mình liền có thể diệt cả đám diệp phúc nhận thấy ba người cố ngôn chi như nhìn một con quái vật nhìn chằm chằm hắn hắn không khỏi nghi hoặc sao vậy sao vậy sao chu thế văn nhảy dựng lên quát người đánh chết một cường giả hỗn nguyên kỳ người có biết không hả hỗn nguyên kỳ đấy lão tử cho cường giả hỗn nguyên kỳ nhất răng còn không đủ đó là hắn ta không có phòng bị nếu hắn có phòng bị hoặc chạy trốn đi ta quyết không thể đắc thủ thậm chí chưa chắc đã đuổi theo được hắn kìa. Diệp Húc cực kỳ khiêm tốn giải thích, cao thủ Hỗn Nguyên Kỳ nếu muốn chạy, lấy tốc độ hiện giờ của Diệp Húc căn bản là không đuổi kịp. Chu Thế Văn và Phương Thần vẫn như đang xem quái vật mà nhìn chằm chằm hắn. Cao thủ Hỗn Nguyên Kỳ ở cảnh giới này của bọn họ vẫn là tồn tại đáng ngưỡng mộ, không ngờ bị mấy trưởng của tiểu tử này chụp chết. Cố Ngôn Chi cười nói, Diệp sư đệ, mỗi lần gặp đệ, đệ đều cho vi huynh một bất ngờ. Lần trước ở Thanh Châu đệ đại khai sát giới, suýt nữa tàn sát hàng loạt dân trong thành, không ngờ nửa năm không gặp đệ lại có thể ra tay đánh chết một gã cao thủ hỗn nguyên kỳ hiện giờ ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của đệ nữa rồi diệp phúc vội vàng khiêm tốn vài câu hắn cười nói luận tu vi thiếu bảo đương nhiên còn sao mới bị kịp được sư huynh phương Thành đột nhiên nghĩ tới một chuyện lên tiếng hỏi diệp huynh rốt cuộc là ai truy sát ngươi vậy chu thế văn và cố ngôn chi cũng chú ý diệp phúc dùng tay không liền đánh chết một gã cao thủ hỗn nguyên kỳ tuy rằng có yếu tố đánh lén Thế nhưng thực lực cũng vô cùng được Lấy lại thực lực này của Diệp Phúc Còn phải chạy chối chết Đi đến tận Đại Mạc cho thấy người truy sát hắn Thực lực chắc chắn không kém Phan Hào Thậm chí nó không chừng còn mạnh hơn À đều là một số đệ tử môn phái nhỏ Không đáng để lo nghĩ đâu Diệp Phúc cười nói Ba người không tin Có ngôn chi dịu dàng cười nói Sư đệ Hiện giờ chúng ta đã là châu chấu trên một dây thừng rồi Còn có gì không thể nói ra hay sao Diệp Phúc ngập ngừng một lát rồi nói những kẻ đối giết ta lần này có mộng sảo vân của lạc xà dân sơn nam hải tiết tùng của thất sắt cung phách châu liễu như nhứ của la sắt môn đằng châu mục tiết sơn của quỷ vương tông ký châu hắn càng nói sắc mặt của cố ngôn chi càng khó coi những người theo lời giới phúc nói này thanh danh ở bên ngoài đều là các đệ tử tinh nhuệ của các môn phái thực lực cao thâm tu vi còn trên cả hắn chu thế văn chớp chớp mắt nghi hoặc nói cố dù hình những người này rất mạnh hay sao cố ngôn chi thở hắt ra lắc lắc đầu không 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 mạnh một chút cũng không mạnh gặp phải giáo chủ của chúng ta đám người này chính là cặn bã hắn đột nhiên điều xìu rồi vô tình nói chẳng qua gặp chúng ta thì chúng ta chính là cặn bã kìa chu Thị văn và phương thần hoàng sợ lẩm bẩm nói thiếu bảo Người thật đúng là biết gây chuyện mà diệp phúc cười khổ một tiếng tiếp tục nói à còn có một lão già đa đỉnh kỳ cũng đang truy sát phía sau ta tính ra đại khái có hơn 10 cao thủ hỗn nguyên kỳ 23 khảo thủ Hạo Nguyệt Kỳ. Trong mắt ba người Cố Ngôn Chi gần như là rơi xuống. Những người này còn gọi là đệ tử môn phái nhỏ hay sao? Nhiều cao thủ như vậy, rõ ràng chính là một môn phái nhỏ rồi. Còn có cao thủ Đan đỉnh kỳ, Đan đỉnh kỳ sao? Cố Ngôn Chi hít một hơi lạnh lẩm bẩm. Còn có cả hạ gia Trung Châu, thế lực khổng lồ như vậy, dù cho giáo chủ của tự thân xuất mã cũng không bảo vệ được đệ. Giờ phúc thản như nói, sư huynh yên tâm hãy xin giáo chủ trục xuất đệ khỏi dùng ngũ lục giáo đi tuyên bố ngũ lục giáo không có liên quan gì tới đệ nữa như vậy sẽ không liên luyện tới giáo môn cô ngôn chi lắc đầu chính xác nói sự sự đệ quá lo lắng rồi giáo chủ ông ấy túc trí đam mưu nó không chừng sẽ có thủ đoạn ứng phó vấn đề quan trọng lúc này là làm sao đã rơi được đám người truy sát đệ kia kìa chu thế văn và phương thần hai người cũng mặt cau mày có 23 vị hảo thủ hạo nguyệt kỳ thêm cả hơn 10 cao thủ hỗn nguyên kỳ cùng với một vị cường giả đa đỉnh kỳ, luồng thế lực này đủ để giải xéo bọn họ trăm ngàn lần. tiếp tục đi về phía trước, tranh thủ bỏ qua bọn chúng, sớm ngày trở về ở ngũ lĩnh sơn. bốn người đều tự khống chế cổ trùng, bay về phía trước. diệp phúc lấy ra huyết thần kinh, ra cho phương thần, rồi cười nói: à, phương huynh, môn tâm pháp này hẳn là hợp ý với ngươi. phương thần lật xem một lúc, sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích, gật đầu nói. Môn tâm pháp này quả thật rất thích hợp với ta kìa Sao? Huyết thần kinh của huyết thần bảo sao? Cố ngôn chi thò đầu nhìn thoáng qua Giật mình nói Diệp sư đệ Sao trên tay của đệ lại có loại tâm pháp quỷ dị bá đạo này vậy? Thì giết vài tên đệ tử huyết thần báo Cướp tới được mà Diệp Húc hoàn toàn thất vọng nói Cố ngôn chi vô cùng nhức đầu Trách mắng Chính vì đệ giết người lung tung như thế Mới khiến cho kẻ thù đâu đâu cũng có kìa Diệp Húc cười nói Cố sư huynh Nếu người khác bắt nạt huynh Huynh có co đầu lại làm cháu trai hắn hay không Đương nhiên sẽ không rồi Muốn ta co đầu làm cháu trai ư Làm sao có thể Diệp Húc thẳng như nói Sư huynh không muốn làm cháu trai Đệ đương nhiên cũng không muốn Muốn đệ cúi đầu làm cháu trai Trước tiên để đệ, đệ chặt bỏ đầu Sau đó mới có thể làm đệ cúi đầu được Nếu không đệ liền chặt đầu hắn Cố Ngôn Chi thở dài một tiếng Biết không thể thay đổi tính cách của hắn Tuy nhiên Diệp Húc nói cũng đúng Hắn cùng với Diệp Húc đều là một loại người đều có một thân ngông nghênh có đôi khi bắt bọn họ nén giận còn khó chịu hơn là giết bọn họ phương thần được huyết thần kinh trong lòng có chút vui mừng huyết thần kinh và huyết ma nguyên hồn đại pháp của hắn cực kỳ tương tự hai loại tâm pháp này có thể liên hệ lập tức bắt đầu tu luyện phương huynh người biết rõ khiếm khuyết của huyết thần kinh không giờ phúc hỏi phương thần hồi lâu không nói gì hắn vừa mới đưa huyết thần kinh rồi lập tức hỏi có khiếm khuyết gì không khó tránh khỏi làm người ta sinh ra hiểu lầm khiếm khuyết của huyết thần kinh là sợ chân hóa và chân thủy dễ dàng bị chân hỏa chân thủy khắc chế. Phương Thần cẩn thận nghiên cứu chân kinh y văn vẫn nói khiếm khuyết cho Diệp Húc. Diệp Húc không nhận được cao mày, hắn có thể tranh cao thấp với cao thủ hỗn nguyên kỳ, nhưng khi đối mặt với huyết thần kinh vẫn bó tay. Xem ra một đối phó với Vương Vũ phải tu luyện đến chân kinh chân nguyên kỳ rồi. Đột nhiên bốn người khẽ a lên một tiếng, đầu dừng lại, ngẩng đầu nhìn phương xa, chỉ thấy bên trong đại mạc không ngờ có một dãy núi liên miên phập phồng, ước chừng có trên dưới 100 ngọn núi, chiếm diện tích mấy trăm dặm, rừng rậm trải rộng, xanh um tùm. Bốn phía đều là cát vàng, chỉ có nơi đây non xanh nước biếc, như thơ như họa, làm cho người ta có một loại cảm giác kinh dám lại cực kỳ không chân thật. Hiển nhiên bão cát đã đảo qua nơi này, vậy mà không làm tổn hại cảnh trí nơi đây chút nào, dường như phong sát uy lực vô cùng tới nơi này rồi liền mất đi uy lực vốn có vậy. Bên trong đại mạc sao lại xuất hiện cảnh vật như vậy chứ? Chẳng lẽ nơi này là một di tích tượng cổ sao? có Ngôn Chi sắc mặt kích động, thất thanh nói: ngay cả phong sát đều không thể phá hủy được nơi này chắc chắn là một bảo địa khó lường rồi chu thế văn sát sát bàn tay cười ha ha nói chúng ta sắp phát tài rồi phát tài rồi phương thần cũng lộ ra dị sắc trong đại mạc tây hoang thường xuyên có di tích thượng cổ đột nhiên xuất hiện loại di tích này đột nhiên đến đột nhiên đi thần bí vô cùng nếu có thể tiến vào di tích tất sẽ được một phần của cải khó lường tim tiệp phúc cũng đập thình thịch bốn người bay thẳng hướng dãy núi kia Diệp Phúc vừa mới đến bên trên một ngọn núi, còn chưa đến đến gần, đột nhiên như có một loại cảm giác thân thể bị vặn vẹo, lập tức khôi phục nguyên trạng, trong lòng không khỏi lao lao. Một loại cảm giác đó cực kỳ kỳ lạ, có chút tương tự cảm giác khi hắn tiến vào vô hồn giới, như thể từ một không gian này đi đến một không gian khác vậy. Chẳng lẽ nơi này là một vô hồn giới hay sao? Hắn đánh giá xung quanh, chỉ thấy dãy núi liên tiếp dường như ngăn cách với ngoại giới, nhưng lại có thể dễ dàng ra vào, hoàn toàn khác vô hồn giới mã đạp hồ. Hơn nữa, Nơi này cũng không giống như vô hồn giới Có rất nhiều tầng không gian khác biệt rất lớn Nơi này chỉ có một tầng không gian Diệp Phúc có thể khẳng định Dãy núi này chắc chắn không phải là vô hồn giới Rốt cuộc là nơi nào đây Hắn thầm nghĩ Hắn chú ý tới Trong đám núi còn có linh mạch Trong đó có một tòa sân cốc tràn ngập linh khí Linh khí ngưng kết lại hình thành một hồ nước Hiển nhiên nơi đây đã lâu không có ai tới Linh mạch trong núi tràn ra linh khí làm cho nơi đây tản ra sức sống bừng bừng nhưng mà trong giữa núi này cất giấu không ít hơi thở hùng mạnh thỉnh thoảng có thể thấy bóng dáng mấy người xuất hiện bên trong thậm chí thường xuyên truyền đến tiếng Vũ bảo vạo vang cảm nhận được nguyên khí dao động dữ dội hiển nhiên có không ít người phát hiện ra dãy núi xuất hiện cố ngôn chi lập tức trầm giọng nói ba vị sư đệ có người đến trước chúng ta một bước rồi mọi người phải cẩn thận bốn người chúng ta tốt nhất nên hành động cùng nhau ngàn vạn lần đừng có một mình Cố Ngôn Chi nói tới đây lập tức dừng lại, chỉ thấy bên người hắn trống không, không ngờ ba tên tiểu tử kia bỏ rơi hắn chạy vào trong núi rừng tầm bảo rồi. Mảng dãy núi này rộng lớn ngàn dặm, bảo hắn đi nơi nào tìm tung tích tám người giáp phúc bây giờ? Bà tên khốn kiếp thật không làm cho người khác bất lo mà. Cố Ngôn Chi nhấc cả đầu, ba người diệp phúc lại chia nhau đi ba hướng khác nhau, khiến hắn không biết nên đi tìm ai bây giờ. Hắn vừa bay được hai dặm liền bị người khác tập kích, ba năm kiện vu bảo trên không tập kích hắn, bức làm cho Cố Ngôn Chi không thể không rơi xuống, phi hành trên không trung nhìn như rất phong độ nhưng dễ dàng bị người khác tập kích đánh lén nhất hắn là người từng trải dưới sự nóng vội mới gặp phải sai lầm cấp thấp này còn diệp phúc đi thẳng xuống phiến thung lũng linh khí kia rơi xuống trên đỉnh một ngọn núi trong thung lũng hắn dò xét khắp nơi một lần bẻ gãy một nhánh cây chỉ thấy cành cây này trong tay hắn dần dần biến thành nhạt đi cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa mà gốc cây đại thụ kia không ngờ chỉ trong nháy mắt đã sinh trưởng ra một nhánh cây khác giống y như đúc nhánh cây vừa rồi thật sự là cổ quái mà tâm niệm vừa động mấy trăm đầu giao long từ sau đại nhuật như luân nguyên khí bay ra quét ngang mọi nơi làm cho toàn bộ rừng núi trong phạm vi mấy trăm mét bị phá hủy thật không ngờ phiến núi rừng này vừa mới bị phá hủy xong không lâu sau lại có những cái cối xanh ôm tươi tốt dài ra hóa thành những phiến núi rừng như cũ diệp phúc trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ hàn khí trong một mảnh hoang mạc vắng vẻ bỗng nhiên xuất hiện ra một dãy núi rừng bao la hùng vĩ dài mấy ngàn dặm Thế nhưng càng thêm quỷ dị hơn là những thứ này không thể phá hủy được Hắn tới khởi Ngọc Lâu Nuốt trôi đi hết thể linh khí trong đây Linh khí trong cốc nồng đậm như vậy Lập tức khiến cho Ngọc Lâu của hắn bị biến hóa Từ long độ phạm biến mạch Ngọc Lâu Biến thành thanh quang hàn Ngọc Lâu Toàn Ngọc Lâu này tầng càng nhiều Thì phát triển lên càng khó khăn hơn Linh khí cần thiết cho nó cũng nhiều hơn Không thể tưởng tượng nổi Vậy mà linh khí trong cốc này lại dư thừa Khiến cho Ngọc Lâu của hắn tăng thêm một bậc nhỏ Trong Ngọc Lâu chuyển tới tiếng nội ẩm vang Hắn phân ra một cố ý niệm chìm vào bên trong ngọc lâu chỉ thấy không gian tầng thứ nhất trong ngọc lâu của mình đã biến hóa lớn hơn nhiều ước chừng dài tới trên dưới 10 dặm có thể nói là mở mang ra rất nhiều hơn 10 dặm không gian đủ để cho hắn có thể bỏ nguyên một ngọn núi vào đem một ngọn núi bỏ vào trong ngọc lâu của ta sau đó khi tìm được kẻ thù ném núi ra cho dù đối thủ có thiên đại thần thông đi chăng nữa chỉ sợ cũng bị đập chết rồi Diệp Húc trong mắt tinh quang lóe ra, lướt lướt một ngọn núi Tính toán một chút vẫn là bung tha ý tưởng này Ngọc lâu của ta có thể thả vào một ngọn núi được Đáng tiếc ta cũng không có biện pháp thu ngọn núi vào trong lâu Nếu là ta có bản lĩnh như vậy Không cần dùng biện pháp này Trực tiếp đánh một quyền qua Ai có thể chịu nổi được đây Hắn thầm nghĩ trong lòng Linh khí trong cốc sau khi biến mất Lập tức hiện ra cảnh bên trong Diệp Phúc cúi đầu nhìn lại Không khỏi nao nao Chỉ thấy ở giữa đáy cốc có một tòa bạch ngọc đài Phía trên ngọc này có một giao long tuyết trắng đang nằm sấp ở đó, thỉnh thoảng vặn vẹo thân thể cao lớn của mình một chút. Hắn cẩn thận đánh giá, lúc này mới phát hiện ra, đó căn bản không phải là một giao long mà là một điều linh mạch đang ngủ. Linh mạch này dài tới trăm mét, linh khí trở mình quay cuồng giống như một đầu giao long đang vặn vẹo thân hình vậy. Thỉnh thoảng có phải tiên linh khí từ trên ngọc đài tràn ra. Linh mạch này hơi hơi run lên, khiến cho thông lũng kịch liệt chấn động, ẩn chứa uy lực lớn lao là người nào có thể rút được linh mạch ở dưới lòng đất ra luyện nhỏ rồi đặt lên trên ngọc đài vậy diệp phúc vừa mừng vừa sợ hắn tu luyện tuy rằng không cần linh mạch nhưng mà ngọc lâu muốn trưởng thành thì cần phải có lượng linh khí rất lớn linh mạch này không biết bị người nào luyện hóa thành trên dưới trăm mét phong ấn bên trong ngọc đài hiện giờ phong ấn chỉ sợ không còn lợi hại như trước kia nữa bởi vậy mới làm cho nơi đây tràn ngập linh khí lan ra khắp thung lũng lên Nguyên khí Đại Nhật như Luân ở phía sau lưng Diệp Húc bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay to hướng tới Linh Mạch ở trên ngọc đài mà chụp. Bàn tay Nguyên khí này vừa mới bắt lấy Linh Mạch liền run giải kịch liệt lập tức bàn tay bị chấn cho dập nát. Uy năng của một điều Linh Mạch đủ làm cho một vũ sĩ tu luyện tới tam đan cảnh. Ngừng kết nguyên đan không phải hắn có thể thu được dễ dàng. Ồ, oh, một dung nguyên kỳ tiểu vũ sĩ không ngờ cũng muốn thu đi một điều Linh Mạch không biết tự lượng sức mình mà. Diệp Phúc nhìn lại, bỗng nhiên chỉ thấy hơn 10 vũ sĩ giống như chúng tinh của Nguyệt vây quanh một thiếu niên bảnh bao đi vào trong thung lũng. Thiếu niên thiệu thường Phong thấy hắn có ý đồ đi thu linh mạch, sắc mặt không khỏi hơi trầm xuống. Diệp Phúc trong lòng dùng mình, những người này hẳn là vũ sĩ đi xâm nhập đại mạch lịch luyện. Thiếu niên bảnh bao kia tuổi cao lắm, cũng chỉ 17, 18 tuổi, tu vi cũng đã đạt tới hạng nguyệt kỳ, đỉnh đầu một vầng trăng sáng lên xuống chìm nổi. Trong đám vũ sĩ phía sau hắn có một lão giả vẻ mặt âm trầm, tu vi cũng cực cao, gần như tu luyện tới hỗn nguyên kỳ cùng cấp bậc với cố ngôn chi một vũ sĩ khác bay tới trước mặt diệp phúc quát lên Hai dương tông triệu thường phong du huynh đang ở đây phiến thông lũng này đã là của họ triệu tất cả những gì ở nơi này đều là của họ sư huynh ta tiểu tử ta đến 3 tiếng trong vòng 3 tiếng người lập tức lăn ra ngoài nếu không nếu lại tính mạng giọng của hắn lớn lớ là nói cực nhanh diệp phúc không thèm để ý tới hắn nguyên khí như liệt dương phía sau trào ra mấy trăm đầu giao long mỗi một đầu dao long đều dài ngắn 4 năm trượng chui xuống mặt đất mỗi một đầu giao long dùng móng vuốt của mình bắt lấy ngọc đài cố sức bay về phía trước bạch ngọc đài phát ra tiếng động nặng nề không ngờ bị hắn nhổ tận gốc chậm rãi bay tới trước nguyên khí của hắn vô cùng dư thừa biến thành giao long uy lực lớn vô cùng không ngờ có thể đem ngọc đài dài cả trăm mét này nhấc lên tình cảnh này làm cho người ta nghẹn họng chân chối việc này đã xem như thần thông biến cưỡng có thể giờ non nấp biển được rồi tên vũ sĩ cũng hoảng sợ thần thông này của Diệp Phúc quả thực là biến thái, khiến trong lòng của hắn không khỏi cảm thấy khiếp đảm. Tuy nhiên, nghĩ tới đám người Triệu Thường Phong ở sau, hắn lập tức lấy lại can đảm, dựng thẳng ngón tay nói: "Một bản lĩnh lắm." Vị thiếu niên áo quần bảnh bao đột nhiên vỗ tay cười nói: "Dùng nguyên kỷ tu vi không ngờ có lực lượng nhổ cả ngọn núi, thực lực của ngươi không kém. Dâng linh mạch này lên cho ta, sau đó đi theo bản thiếu gia, làm một nô tài đi." Diệp Phúc không thèm nghe hắn nói, tới khởi ngọc lâu bao trùm xuống dưới bạch ngọc đài càng ngày càng nhỏ chậm rãi bị hắn hắn kéo vào trong ngọc lâu kỳ thực đây là một loại ảo giác bạch ngọc đài cũng không thu nhỏ lại mà là do ngọc lâu làm cho không gian vặn vẹo mà trông như thế triệu thường phong sắc mặt trầm xuống vu dưới kia vội vàng dựng hai ngón tay lên quát ai triệu thường phong hừ lại một tiếng chân nguyên trên đỉnh đầu bắt đầu khởi động một vòng trăng sáng dâng lên trực tiếp lao tới giữa ngọc lâu của diệp phúc vào bạch ngọc đài chấn áp xuống Dầm Diệp Húc rốt cuộc cũng cố hết sức rồi Bạch Ngọc Đài rơi xuống đất Làm cho cả dãy núi run rẩy Sắc mặt âm trầm ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Thường Phong Tiểu tứ Triệu Sư Huynh là con trai độc nhất của Khai Dương Tông Tông chủ chúng ta Thiếu Úi tông chủ của Khai Dương Tông Hắn đồng ý thu ngươi làm nô no, Đã là trong ngươi mặt mũi rồi Đừng có mà không biết xấu hổ Hiện giờ ngươi có muốn chạy Cũng không chạy được nữa rồi Tên vu sĩ dựng thẳng ba ngón tay lên Cười lạnh mà nói ta đếm tiếp ba sau tiếng thứ ba này chính là tử kỳ của ngươi hiện ra ta đếm ô oh nào diệp húc cười lại một tiếng trong ngọc lâu đột nhiên xuất hiện một đầu hắc khủng nó vươn bàn tay to lớn của mình bắt lấy cổ vũ sĩ này giống như bắt một con gà mà, mà thôi hắn dùng lực dễ dụa thế nhưng làm sao có thể chống lại được lực lượng của một đầu đại yêu hạ nguyệt kỳ đây đầu hắc khủng kia kéo hắn vào trong ngọc lâu cười ha hả rồi nói à, phần bón rất tốt phần bón thượng đẳng đây mà thiếu bảo Hùng lão ra gieo trồng bích quyết kim liên Sau này ngươi phải tìm lại phân bón tốt nhất này Kiếm nhiều nhiều một chút vào Phía sau triệu thường phong Một đứa nhân tướng mạo khá tốt Giận tí mặt quát lớn Khốn kiếp mau thả lý sư đệ ra Không thả lý sư đệ ra Ta sẽ băm thay ngươi thành vạn đoàn Triệu thường phong nâng tay lên mỉm cười nói Chư vị sư đệ sư mối An tâm một chút cho nóng này Loại người như hắn hơi có chút bản lĩnh Cậy tài khinh người trong lòng kiêu ngạo chỉ bằng đánh cho hắn một trận Đánh cho hắn biết thế nào là trời cao đất dày Hắn chấp hai tay sau lưng Hơi thở bắt đầu khởi động Trăng sáng treo cao Đi về phía Diệp Phúc Cười lạnh mà nói Đắc tội ai không đắc tội Lại đắc tội phải ta Lưu lại tên ngươi Triệu mỗ không giết người vô danh Vân Môn Sơn Diệp Thiếu Bảo Diệp Phúc thẳng như nói Triệu Thường Phong nao nao lẩm bẩm mà nói Vân Môn Sơn Diệp Thiếu báo Cái tên này có chút quen quen tay thiếu chủ vân bôn sơn diệp thiếu bảo là người bị hạ gia truy nã kia lão già sắc mặt âm trầm biến sắc kịch liệt vội vàng nhắc nhở nói triệu trường phong ánh mắt sáng lên trên dưới đánh giá diệp phúc cười một tiếng dài khí thế đột nhiên phát ra giống như một đầu hùng sư vậy hóa ra là diệp thiếu bảo kia hạ gia vô năng không ngờ có thể để cho ngươi sống tới hiện tại tiện nghi cho ta rồi hắn vừa mới động thủ đột nhiên một cỗ khí thế dũng mãnh đột nhiên xuất hiện giáng xuống một đạo chân nguyên trường hà của mục tuyết sơn hùng dũng chạy tới chạy vào trong tung lũng làm cho triệu thường phong gần như không đứng vững được lão già bộ mặt âm trầm quát lên là người nào thiếu chủ khai dương tông đang làm việc tại đây cút mục thiết sơn mở miệng quát lớn một tắt đánh tới làm cho lão già này bay đi hàng chục mét lập tức lại nhấc chân đá triệu trường phong một cái cười lạnh mà nói khai dương tông là một môn phái nhỏ cũng dám kiêu ngạo trước quỷ vương tông ta sao hắn ngẩng đầu nhìn về phía diệp phúc cười lạnh mà nói diệp đa chú đã lâu rồi không gặp kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 36 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ, xin chào và hẹn gặp lại.